Vâng, tiếp tục em xin giới thiệu cho các bác là một con ong ly rất là đáng chơi. Em nói chạy mạch Class A đây. Đến từ hãng Đờ Nông, danh tiếng đó là model là BMA 1090 Gold. Sở hữu một ngoại hình rất là sang, là phiên bản cải tiến của dòng 890D và 890DG. Em nói công suất lớn hơn 250W nha các bác, 250W chạy mạch Class A. Đặc biệt là chuyên trị những dòng loa cứng đầu và thích hợp cho các bác nào thích tiếng bass check khỏe, có nghĩa là bass nặng đó, quấn tiếng bass nó check á, thì các bác chơi con này rất là tuyệt vời nếu các bác ghép vào những cặp loa boss hoặc là những loa khó tính như là Pioneer, những dòng màng carbon, diatom, audio thì nó sẽ ra hết chất tiếng bass cho những dòng loa đó, tại những dòng loa đó nó gọi là dòng loa khó tính. Những dòng bass 30, 30, 32 của dòng diatom audio thì các bác cần phối ghép là các bác lựa chọn những con đời nông này rất là tuyệt vời và tiếng nó hay. Thứ hai là trưng bày rất là đẹp, dễ dàng phối ghép với những con CD hay là những đầu giải mã nhờ hai hộp gỗ ốp sườn như thế này. Mé là phiên bản cải tiến của 890D và 890DG nên được là trang bị nguồn xuyến và công suất khỏe, tiếng hay, và giá con 1090G bên em chào bán là giá là 16.500.000, vẫn như thường lệ, không lên không xuống, giá luôn luôn bao ship cho các bác nha. Còn các bác nào chi khoản đủ thì em sẽ bớt 300.000. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm, hàng bãi, chất lượng, tuyển chọn kỹ lưỡng bên em thì các bác liên hệ thông qua hai số này, em sẽ giao hàng tận nơi cho các bác. Các bác cọc tiền thì khoảng 2 triệu thì em sẽ ship hàng tận nhà. Các bác ở xa như ở Hà Nội thì khoảng là nhanh nhanh thì 2 ngày, chậm chậm thì 3 đến 4 ngày thì nhân viên sẽ trước khi giao hàng sẽ gọi điện cho các bác. Điện 100V nha các bác, hàng nội địa, đây chỉ có hàng nội địa của Nhật thôi. Đây là hai cầu loa nha, hai cầu loa người ta là trao chuốt rất là tỉ mỉ từ những cái miếng chống chạm như thế này. Đấy, hai cầu loa AB A+B trở kháng rộng 4 16 ohm. 250W nha các bác. Đây là những rack có cổng ba lăng cho các bác chơi luôn nha. Cổng ba lăng này. Ba lăng CD input này. Rồi CD tuner AUX phono cổng đĩa than. Rất là mới nha. Tất cả là bao zin và bao hàng rất là đẹp cho các bác nha. Sách thì các bác chơi vừa nghe vừa trưng. Máy rất là chắc luôn. Chỉ có một con duy nhất thôi nha các bác. Một con duy nhất, 1090G. Bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.